Mời quý khán giả đến với bản tin nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay dân số đang ngày càng già hóa, lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, việc người già tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho mình vẫn đóng vai trò quan trọng. Nếu xã hội có những phương pháp giúp cho người già sống vui, sống khỏe, sống có ích, thì người cao tuổi lại như một viên ngọc quý, có thể đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Bóng đá, môn thể thao đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và sự nhanh nhẹn. Ít ai nghĩ tới một giải đấu bóng đá đầu tiên ở Nhật Bản, vừa được tổ chức dành cho người chơi từ 80 tuổi trở lên. Khi dân số Nhật Bản già đi, những sân chơi thể thao cho người cao tuổi cũng ngày một phổ biến. Người cao tuổi có nhiều lựa chọn hơn để duy trì hoạt động, đặc biệt là với những người yêu thích thể thao. Thống kê cho thấy người cao tuổi đã tăng cường tham gia vào các chương trình như vậy, bao gồm cả các môn thể thao đồng đội. Năm nay, giải có sự tham gia của 18 người, chia làm 3 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm. Số người tham gia dự kiến sẽ tăng lên 26 vào năm 2026. Phần lớn các cầu thủ tham gia giải đấu có độ tuổi từ 82 đến 84. Trong đó, cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Shingo Shiozawa, năm nay đã 93 tuổi. Đã hơn 30 năm rồi tôi mới lại làm thủ môn cho một trận đấu. Tôi thường chơi ở vị trí khác. Các vị trí bị va chạm nhiều và dễ bị chấn thương hơn so với thủ môn. Trước đây, các môn thể thao như bóng đá từng bị cấm đối với người cao tuổi do nguy cơ chấn thương. Nhưng ở Nhật Bản, nơi những người từ 65 tuổi trở lên chiếm đến 1/3 dân số cả nước, những người cao tuổi tương đối khỏe mạnh, năng động hơn, đang thay đổi nhận thức về những gì người già có thể tham gia. Ban tổ chức cho biết giải đấu này đã phần nào cho thấy cấu trúc xã hội hiện nay tại Nhật Bản. Chúng tôi nảy ra ý tưởng tổ chức giải đấu dành cho những người trên 80 tuổi vào năm ngoái. Tôi nghĩ nó phản ánh cấu trúc xã hội Nhật Bản, một xã hội đang già đi nhưng mọi người vẫn có thể tận hưởng và chơi thể thao như thế này. Giải đấu năm nay có sự tham gia của cựu thành viên đội tuyển quốc gia Mutsuhiko Nomura, 82 tuổi, cầu thủ đạt giải vua phá lưới đầu tiên của Japan Soccer League hay JSL, giải đấu bóng đá cấp cao nhất Nhật Bản trong khoảng từ năm 1965 đến 1992, tiền thân của giải J-League chuyên nghiệp hiện nay. Cụ tỏ ra nhanh nhẹn khi vẫn có thể ghi bàn thắng cho đội mình. Khi tôi còn bé, các cầu thủ 50-60 tuổi đã được gọi là lão tướng. Giờ đây chúng tôi đã ngoài 80 nhưng vẫn có thể chơi bóng đá. Thật kinh ngạc. Năm 2002, Tokyo FA Senior thành lập giải bóng đá ở thủ đô dành cho những người từ 50 tuổi trở lên. Để đáp ứng yêu cầu, Hiệp hội đã tạo ra một giải đấu riêng cho những người 60 tuổi vào năm 2008 và một giải đấu khác dành cho những người chơi từ 70 tuổi trở lên vào năm 2012. Sự mở rộng của giải đấu trong thời gian qua là một dấu hiệu đáng khích lệ đối với dân số già của Nhật Bản. Những giải bóng đá thực sự là cơ hội cho những người cao tuổi giao lưu, gặp gỡ với nhau. Trong khi đó, tỉnh Limpopo của Nam Phi đã tổ chức một sự kiện thể thao rất đặc biệt, đó là giải bóng đá quốc tế của các cụ bà. Trong ngày đầu tiên của giải, đội Vakhevula Vakhevula của nước chủ nhà Nam Phi đã thi đấu với một đối thủ đến từ nước Mỹ. Diễn biến trên sân cỏ rất quyết liệt và sôi động, không khác gì các trận đấu bóng đá thông thường. Để góp mặt tại giải bóng đá quốc tế của các cụ bà, các cầu thủ phải là phụ nữ từ 55 tuổi trở lên. Họ ví đây là World Cup của các cụ bà. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá quốc tế các cụ bà được tổ chức theo sáng kiến của câu lạc bộ Vakhevula Vakhevula. Đội bóng được thành lập từ năm 2007. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 32 đội bóng đá, gồm 9 đội của Nam Phi và 23 đội nước ngoài. Tôi rất hào hứng được tham gia giải đấu này. Tôi nghĩ nếu mình không chơi bóng đá, có lẽ ở tuổi này tôi sẽ chỉ ngồi một chỗ. Chúng tôi yêu giải đấu này. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Đó là một cộng đồng. Nó giúp chúng tôi khỏe mạnh. Và chúng tôi biết rằng các đội khác cũng muốn điều tương tự. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng được đến đây để gặp gỡ tất cả mọi người ở đây. Dù là nam hay nữ, thì khi bước qua tuổi 60, sức khỏe và sức chịu đựng đều dần đi xuống. Sau 60 tuổi, hệ xương khớp không còn cứng cáp, thể lực giảm sút và khả năng phục hồi cũng chậm đi đáng kể, khiến nhiều người lười vận động. Tuy nhiên không có nghĩa là người cao tuổi nên ngừng hoạt động thể chất. Tại Malaysia, một cụ ông trên 70 tuổi vẫn cho thấy sự dẻo dai và cơ thể săn chắc khi duy trì thói quen tập thể hình mỗi ngày. Theo cụ, chỉ có tập luyện chăm chỉ mới là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe.
đam mê bộ môn thể hình từ khi còn trẻ, cụ ông Aroki Asami, người Malaysia, dù đã 74 tuổi nhưng vẫn duy trì thói quen luyện tập ép cân hàng ngày theo chế độ của một vận động viên thể hình. Tuổi tác dường như chỉ là con số với cụ ông này. Tuổi tác không hề quan trọng đối với một vận động viên thể hình. Suy nghĩ và trái tim của bạn mới là quan trọng. Cơ thể của bạn và bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được thì bạn làm được. Cụ ông Malaysia vẫn ngày ngày miệt mài đẩy tạ. Cụ Aroki Asami bắt đầu theo đuổi bộ môn thể hình sau khi học hết cấp 3. Tôi bắt đầu luyện tập từ khi 18 tuổi, sau khi một người bạn giới thiệu cho tôi. Tôi cũng từng nghiện game và bố mẹ muốn tôi từ bỏ thói quen này. Do đó tôi quyết tâm luyện tập thể hình để cai game. Tôi đã chăm chỉ luyện tập từ lúc đó tới nay. Trong căn nhà của cụ Aroki Asami có rất nhiều bằng khen và cúp thể thao. Cụ Aroki Asami từng đại diện cho Malaysia đi tham dự một vài cuộc thi thể hình quốc tế. Cụ từng giành được huy chương vàng ở Thế vận hội Đông Nam Á diễn ra tại Philippines vào năm 1981. Nguồn thu nhập hiện tại của cụ Aroki Asami đến từ phòng tập thể hình mà cụ mở ngay tại quê nhà. Cũng theo cụ, duy trì thói quen luyện tập chăm chỉ hàng ngày là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Bởi nhiều người bạn của cụ đã mắc phải các bệnh của người già như tiểu đường hay huyết áp cao, đồng thời phải uống thuốc hàng ngày. Chỉ cần có đam mê và quyết tâm, bạn sẽ vượt qua mọi giới hạn, kể cả tuổi tác cũng không thành vấn đề. Câu nói này rất đúng với cụ ông Piotr Dudek, vận động viên lướt ván Ba Lan. Dù đã ở độ tuổi 88, cụ vẫn hết mình với sở thích lướt ván buồm và nỗ lực tập luyện để đạt ước mơ lập kỷ lục với bộ môn này. Cụ ông Piotr Dudek, người Ba Lan 88 tuổi, ngày ngày chinh phục những con sóng, ngọn gió khi lướt ván buồm với hy vọng có thể lập kỷ lục thế giới. Cụ Dudek đã chơi lướt ván buồm suốt 40 năm, cốt là để rèn luyện sức khỏe. Cụ cho biết các thiết bị thời xưa được sử dụng để lướt ván rất thô sơ, những tấm ván rất nặng, không tiện như ngày nay. Cần hai người khiêng chúng trên mặt nước và buộc chúng vào cột buồm bằng một sợi dây. Tôi đã lướt ván buồm từ đầu những năm 80 khi những tấm ván đầu tiên xuất hiện. Đây là những bước khởi đầu cho sở thích của tôi. Cụ tin rằng đây là biện pháp giúp kéo dài tuổi thọ hữu hiệu vì để chơi được môn thể thao này, đòi hỏi người chơi phải có thể lực tốt. Theo cụ ông Dudek, ưu điểm lớn nhất của môn lướt ván buồm là toàn bộ cơ thể đều hoạt động. Bộ môn này không chỉ cần kỹ thuật mà cần có rất nhiều sức lực. Do tuổi đã cao nên cụ Dudek sẽ hạn chế ra biển khi trời có gió mạnh. Tuy nhiên, cụ vẫn cố gắng vượt qua một số thử thách của bộ môn lướt ván trong khả năng của bản thân và cảm thấy điều đó mang lại cho cụ rất nhiều niềm vui. Thử thách lớn nhất là học cách bơi khi lướt ván buồm và kiểm soát các yếu tố thiên nhiên vì bộ môn này liên quan đến gió, nước, độ lắc lư của tấm ván. Và khi bạn kết hợp hài hòa được tất cả các yếu tố, bạn sẽ có rất nhiều niềm vui. Cụ Dudek cho biết chưa từng gặp ai gần bằng tuổi chơi lướt ván buồm, nên cụ đã cùng bạn bè kiểm tra kỷ lục thế giới Guinness đối với môn thể thao này và hy vọng sẽ sớm được công nhận là vận động viên lướt ván buồm cao tuổi nhất thế giới. Cụ Dudek sắp bước sang tuổi 89 và cần lướt ván ít nhất 2 lần để có thể phá vỡ kỷ lục thế giới tại hạng mục vận động viên lướt ván buồm cao tuổi nhất hiện do một người chơi 86 tuổi nắm giữ. Bên cạnh niềm đam mê lướt ván, cụ Dudek còn tìm thấy niềm vui khi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và lan tỏa tình yêu đối với bộ môn thể thao này tới các em nhỏ ở quê nhà. Cụ rất vui khi có nhiều học sinh có niềm đam mê với môn lướt ván. Một cụ bà ở Ai Cập đang là minh chứng cho câu nói học không bao giờ là quá muộn. Cụ quyết tâm đến trường để học đọc, học viết dù đã bước sang tuổi 87. Cụ là một tấm gương sáng để con cháu noi theo. Cụ mong muốn rằng tất cả những người con, người cháu của cụ sẽ được theo đuổi con đường học vấn. Trong một lớp tiểu học tại thành phố Monrovia, Ai Cập, cụ Zubaida Af Ela, 87 tuổi, đang say mê học cách đọc và viết. Mặc dù rất mong muốn được đi học từ hồi nhỏ, song cụ lại bị ngăn cấm bởi người cha của mình. Mới đây, Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập đặt ra mục tiêu xóa bỏ tình trạng mù chữ cho 1 triệu người trưởng thành trong vòng 3 năm tới. Tận dụng cơ hội, cụ Zubaida ngay lập tức đăng ký khóa học. Khi giáo viên ngỏ ý muốn dạy học ngay tại nhà, cụ bà 87 tuổi lập tức từ chối và ngỏ ý muốn được đến trường để tận hưởng cảm giác đi học. Ngoài ra, cụ cam kết khuyến khích mọi người tham gia các khóa học xóa nạn mù chữ. Hiện nay ở những nước phát triển như Nga hay Hàn Quốc,
sử dụng người mẫu cao tuổi đang trở thành một xu hướng trong làng mốt. Nhu cầu về người mẫu cao tuổi dành cho quảng cáo, thời trang, truyền thông đã tăng đột biến. Đây cũng là cơ hội lớn cho người già có thêm cơ hội việc làm, thu nhập. Và quan trọng hơn là những người khi bước vào tuổi xế chiều vẫn tìm được niềm vui, động lực sống khi thấy bản thân vẫn có thể làm việc. Bên cạnh đó, các quý ông, quý bà 60-70 tuổi hiện nay được nhiều nhà mốt nhắm đến bởi nhu cầu mua sắm của lứa tuổi này có xu hướng tăng. Đây là một buổi trình diễn trang phục truyền thống của phụ nữ Tunisia, gọi là Jubba. Điều đặc biệt là những người mẫu tham gia sự kiện này đều đã trên 60 tuổi. Tuy nhiên họ vẫn tự tin sải bước trên sàn catwalk, bỏ qua những định kiến về cái đẹp. Chúng tôi muốn tạo nên không gian cho phụ nữ lớn tuổi, giúp họ cảm thấy tự tin hơn và cho họ thấy mình còn có thể cống hiến nhiều hơn, trông thật đẹp trong các bộ váy, tỏa sáng và trình diễn thời trang truyền thống của chúng tôi. Bên cạnh việc trình diễn thời trang, những người mẫu lớn tuổi cũng thể hiện tài năng khiêu vũ trước sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Phụ nữ không ai muốn nói ra tuổi tác của mình, nhưng với tôi là đàn chị và tôi tự hào về điều đó. Tôi muốn sống, tôi yêu quần áo đẹp, trang điểm và mọi thứ đẹp đẽ. Theo truyền thống gắn liền với sự khiêm tốn và sùng đạo, buổi trình diễn thời trang đã biến Jubba thành một biểu tượng của phong cách với màu sắc rực rỡ và hoa văn phức tạp, thể hiện vẻ đẹp và sự đa dạng của văn hóa Tunisia. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.